Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2, em lên đầu máy 12 con. Vâng, máy em báo trên từng cây máy từng mặt hàng là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông và phát cước, giày đeo, tip mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và nổ máy hôm nay 12 con đến từ những thương hiệu như Shinawa, Maruyama, Robin, Echo, Mitsubishi. Vâng, toàn dòng 2 thì hết như các bác. Toàn dòng 2 thì hôm nay không có 4 thì. Phân khúc CC từ 21cc cho tới 33cc. Giá tiền hôm nay chỉ từ 1.050.000 đồng cho tới 3.550.000 đồng. Và tất cả công suất máy, tình trạng máy và giá tiền máy em đã báo rõ ràng trên kênh và nó sẽ không đổi nha các bác. Và trước khi review từng con một, em sẽ quay sơ sơ trước để các bác lựa chọn cho nó mất thời gian nha. Bác nào chốt con nào, chọn con nào nha. Tờ đi tờ lại kỹ càng con đó coi, chắc chắn chốt thì liên hệ hai số điện thoại có Zalo. Nhắn một tin nhắn ạ. Ví dụ ngày nào em lên video hết. Alo, alo chữ H. Các bác thích con số H12 chẳng hạn, Mitsubishi TL33. Các bác kết bạn qua hai số điện thoại Zalo cho một tin nhắn chốt H12. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa nha. Đó, em gửi hình ảnh thôi chứ em không quay lại nha. Có một số bác kỹ tính nha, cứ bắt em quay cho tôi con này, quay lại cho tôi con kia, quay lại cho tôi mấy con để con nào ngon để tôi lựa chọn. Dạ, em đã test nổ máy trên video hết rồi và em chỉ gửi hình ảnh lại thôi ạ. Và hôm nay có Mitsubishi TL33 riêng nguyên bản đẹp xuất sắc, TL26, TL23. Vâng, con nào cũng đẹp hết nha. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE 27cc xuất sắc. Mitsubishi TL231 trụ giật trợ lực lè tai đỏ. Maruyama 26cc. Echo Curit dòng phát chuyên nghiệp 260. Chế vào đồ chế ga ngang. Vâng, và con số H5 là một con đến từ thương hiệu Maruyama 23cc. Echo Curit 235 23cc. Robin 25cc. Maruyama 23cc và một con đến từ thương hiệu Shinawa đời mới 21cc nha các bác. Và trước khi review em sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái pha nhớ đạo. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng nhấn nút bơm xăng. Vâng, nó tùy từng cái dòng bơm xăng nha. Có con ở bơm ngang này, có con bơm ở dưới này. Có các bác bơm xăng. Nó tùy từng cái loại ne nữa. Những cái dòng ne bên tay phải bắt đầu khởi động nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Bên tay trái thì làm ngược lại, bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Ôi rất nổ. Vâng, với những thương hiệu này, con H1 này đến từ thương hiệu Shinawa, 21cc, lòng của nó là 31 ly. Vâng, con này thì hôm nay chỉ có giá 1.050.000 đồng. Vâng, con này em bán xả nha các bác. Bác nào thích một con máy sử dụng trong mục đích công việc gia đình, công suất cỡ nhỏ và có trục giật trợ lực bằng lò xo, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, tùm nhôm nha, tùm nhôm luôn, cực kỳ chắc chắn. Tay ghi đông 1, ga đây, giữ đây. Tất cả riêng nguyên bản và với thương hiệu này chỉ có 1.050.000 đồng. Đó, các bác thích những con nhỏ gọn nhẹ nhàng nha, sử dụng công mục đích công việc gia đình rất dễ nổ nha. Đó, nhẹ khẩy nhẹ cái nổ thôi. Vâng, H1 chỉ có giá 1.050.000 đồng cho thương hiệu Shinawa 2021 21cc lòng 31 ly. Với con H2 thì giới thiệu cho các bác một con đời cao đến từ thương hiệu Maruyama BC233F 23cc lòng 32 ly. Phiên bản này cũng sử dụng chế Wamoro, chế ga ngang, chế một kim, cực kỳ đẹp nha. Có trục giật trợ lực bằng lò xo tung liền. Tay có bóp hệ xịn sò nha. Đã bò chắn cỏ rin hết cho các bác. Rin nguyên bản, rin toàn tập. Giá chỉ có 1.500.000 đồng. H2 đã sử dụng bộ tay cao hộp xịn sò rồi. H2 Maruyama 23cc lòng 32 ly ạ. H2
21.500.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, H3 giới thì cho bác một con phát đời phát chuyên nghiệp đấy ạ. Đến từ thương hiệu Robin, Robin NB2510, 25cc lòng 34 ly. Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng bộ trục giật trợ lực bằng cót nớt nha. Đó, khi các bác thích một con máy kéo nhẹ nha, đó, có trục giật trợ lực, giá tiền phải chăng hợp lý với túi tiền của mình muốn mua. Nó đang sử dụng chế quang rồi, chế ga ngang, chế rin, chế một kim. Đó, tum nhôm cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Tay ga giữ. Và với thương hiệu này, hôm nay cũng bán này, cũng bán xả nha các bác. Ở trên thị trường chả có ai bán cái giá một con 25cc lòng 34 ly, một con hàng hệ. Giá chỉ có 1.450.000 đồng, H3 ngày hôm nay ạ. Vâng, H3 1.450.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, khi các bác chốt chậm chốt hụt thì các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, và mai là thứ bảy thì thứ bảy không phát sóng nha, duy nhất trong tuần ngày thứ bảy là nghỉ thôi ạ. Còn tất cả những ngày trong tuần trừ ngày thứ bảy ra, ngày nào cũng phát sóng ở khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày nha các bác. Vâng, H4 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Echocrit. Con này thì xuất sắc rồi đó, và con này cũng bán xả này, đó, đẹp mà bán xả này. Echocrit 235 2350G, 23cc lòng 32 ly, phiên bản này có trục giật trợ lực bằng lò xo nha, chế qua một rồi, chế ga ngang, chế hai kim chỉnh, đó, chế rim cho bác đây, tung liền, tay ga giữ công tác luôn trên tay. Vâng, hôm nay chỉ có giá 1.450.000 đồng, H4 ngày hôm nay, Echocrit 23cc lòng 32 ly ạ. Vâng, H4 1.450.000 đồng. Vâng, trên thị trường cái con máy như thế vậy ạ, đẹp như thế vậy, nó không có giá dưới 1.600.000 đâu nha các bác, em khẳng định luôn. Và bên đồng quân thẩm định chỉ có 1.450.000 đồng. Vâng, H5 là một con đến từ thương hiệu Maruyama. Maruyama GC23 23cc lòng 32 đi, với phiên bản chế qua một rồ, chế ga ngang, chế một kim. Vâng, với bác nào thích một con công suất cỡ trung bình, có sử dụng tum dời, tum nhôm, bố côn 260 để gắn máy xịt thuốc, thì các bác lựa chọn những con như H5 này nha. Vâng, con này đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ lên hết cho các bác. Vâng, 1.500.000 đồng, H5 ngày hôm nay, Maruyama đẹp xuất sắc, 23cc lòng 32 đi ạ. Vâng, H5 1.500.000 đồng. Vâng, với những cái video của Lông Cơ Thành Định nhá, đó, hầu như video nào cũng vậy, em đã rất nhiều cái phân khúc ra, đưa rất nhiều cái giá tiền ra. Đó, đa phần ở cái máy nhật bãi nó nằm ở trong phân khúc 20cc cho tới 27cc là nhiều nhá. Và từ 30cc cho đến 36 thì nó gọi là đỡ đỡ đi một tí, ít máy đi một tí. Cũng có nhiều, rất nhiều bác cứ hỏi bán cho con nhật bãi lòng 40 thì cho xem hình ảnh mấy con để lựa chọn. Dạ không có đâu ạ, hầu như có con nào là mất con đó. Bên Nhật thì như người Nhật họ yếu hơn người Việt Nam mình ạ, họ toàn chơi xài máy nhỏ nhỏ, máy chung chung thôi các bác ạ. Đó, lòng 40 rất ít nha. Đó, với những cửa hàng đóng cửa thành định bây giờ, những cái con lòng 40 của máy nhật bãi mà những con hàng hệ ạ, gần như là không có đâu. Và đa phần nếu mà có những mặt hàng đó thì khách địa phương họ cũng nhìn thấy là họ hốt luôn đấy ạ. Đó, đa phần ở cái mức trung bình là các bác chọn lựa những thương hiệu như hai phân khúc, và đó là 23 cho đến 27cc nha. Vâng, H6 giới thiệu cho bác một con đến từ thương hiệu Echocrit nữa, cũng đẹp xuất sắc, tình trạng cũng rin nguyên bản. Echocrit 260 26cc lòng 34 ly. Vâng, phiên bản này có trục giật trợ lực bằng cót lớn nha, cũng sử dụng chế qua một rồi, chế ga ngang, chế hai kim chính. Vâng, con này cũng coi như em bán xả này. Hôm nay chỉ có giá 1.950.000 đồng. Khẳng định với các bác, ở trên thị trường không bao giờ có giá con này dưới 2.200.000 đồng đâu.
Đó, em bán cái nô này em bán xả cho các bác nha. Đang sử dụng bộ tay gà giữ. Tay gà giữ. Đi đồng 1 giữ công tác đây. Vâng, H6 1.950.000 đồng cho thương hiệu Echocurit 260 phiên bản này phát chuyên nghiệp nha. Đó, sử dụng chế quang pro ga ngang 2 kim, chống giật trợ lực. Vâng, H6 1.950.000 đồng ạ. H6 1.950.000 đồng. Vâng, H7 các bác thích một con máy sử dụng ổn định, đời cao, giá tiền phải chăng, các bác chọn H7 nha. Giới thiệu các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama KC26B 26cc lòng 34 ly, tình trạng zin nguyên bản, đang sử dụng chế qua model chế ga ngang, chế 1 kim tum liền, tay gà giữ, đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, chỉ có 1.600.000 đồng H7, và cái đồ này cũng tương đối nhiều máy đẹp mà em bán giá rất rất mềm cho các bác nha. H7 1.600.000 đồng ạ. H7 Maruyama 26cc 1.600.000 đồng. Vâng, H8 là một con hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Đời TL bên Nông Cơ Thành Nghị rất nhiều, ngày nào cũng có hết. Hôm nay thì có TL231, TL23231, TBE27, TL26, TL33. Và H8 là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 23cc lòng 32 ly, tình trạng zin nguyên bản. Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế le tay đỏ, chế 2 kim chỉnh. Và với những thương hiệu Mitsubishi đời TL, nó đang lắp Made in Japan dập nổi nha. Tum liền, vâng, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đang sử dụng bộ tay ga giữ. Ga giữ, ghi đồng 1, đầu bò chắn cỏ rin cho các bác. Vâng, chỉ có 1.700.000 đồng H8 ngày hôm nay nha. Các bác sử dụng một con máy Nhật bãi hàng hệ đến từ thương hiệu Mitsubishi, phân khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 ly ạ. H8 1.700.000 đồng ạ. Vâng, với bác nào thích một con đến từ thương hiệu Mitsubishi đời cao nhất thì các bác có thể chọn H9 nha. Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly. Vâng, phiên bản đời cao thì nó hay có trục giật trợ lực. Con này trục giật trợ lực bằng nồi xo nha. Chế qua một đồ chế ga ngang, chế 2 kim chỉnh, chế 2 họng xăng nha. Nó thiết kế khác với đời TL một chút. Tum liền tum nhum, đẹp xuất sắc, không có điểm chê đâu ạ. Nó đang sử dụng bộ tay cá bóp hệ xịn sò nha. Đó, có tăng chỉnh ở cái tay ga luôn, công tác luôn nhân tay. Đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. 2.050.000 đồng H9 Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly ạ. H9 2.050.000 đồng. Vâng, H10 vẫn là Mitsubishi. Giới thiệu cho bác một con Mitsubishi nữa, Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly, đẹp xuất sắc, tình trạng zin nguyên bản, đang sử dụng chế quang pro chế ga ngang 2 kim chỉnh, tum rời tum nhôm, tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, 1.750.000 đồng H10 Mitsubishi TL23 23cc lòng 32 ly ạ. H11
10, 1.750.000 đồng. Vâng, nhỉnh hơn một chút công suất nữa. Các bác có thể lựa chọn Mitsubishi TL26 nhá. Vâng, Mitsubishi TL26 thì cũng được rất nhiều sự lựa chọn cho các bác. Bên Đông Cơ Thành Định đặt hàng những thương hiệu như TL23, 26 rất nhiều nhá. Vâng, 26cc, lòng 33 ly, phiên bản chế quang rồ, chế ga ngang 2 kim chỉnh, tum rời tum nhung, bố khôn 260, xuất sắc. Tay ga giữ, đâu có chắn cỏ điên cho các bác. 2.150.000 đồng, H11 nha các bác. Quá đẹp. H11, 2.150.000 đồng. Vâng, H12 là một con máy lớn đến từ thương hiệu Mitsubishi, một siêu phẩm nha các bác. Mitsubishi TL33, 33cc, lòng 36 ly, tình trạng rền nguyên bản. Vâng, đặc biệt hơn những cái phiên bản này, trục giật trợ lực nha, chế le tay đỏ, chế 2 kim. Và với những con máy phát cỏ ấy, gần như không có những con máy phát cỏ nào mà nó trục giật trợ lực le tay đỏ, chế 2 kim ở cái TL33 đâu. Đa phần những ông thợ như em ấy ạ, tháo ở những con này là những con rạch nước ra ạ, phần trăm của nó rất cao nha. Đó, các bác có thể thấy ạ, từ cái bình xăng lớn của nó nha, còn trắng tinh nha, rin nguyên bản đấy ạ, bình xăng rin đấy ạ. Tum rời tum nhung, bố côn 330, và các bác có thể thấy ạ, ra bộ cần xứng đáng một con máy của nó nha. Tay ga giữ, đầu vào ngực chống cuốn cỏ, ống cần 26, và với thương hiệu em sẽ bán giá 3.550.000 đồng H12 nha. Vâng, lý do con này á, nếu mà để mà nó dập nóc máy nữa ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng gần 4 triệu đấy ạ. Vâng, cái phiên bản ở cái con rạch nước mà trục giật trợ lực chế le tay đỏ này, thường thường nó không dập nóc máy nhá. Đó, bác nào đang tăn về vấn đề mà phải lốc máy với là Made in Japan đấy ạ, thì đừng gọi điện, đừng có mua nhá. Tại vì những cái con này là phần khách quen, tin tưởng cửa hàng là người ta chốt ngay những phút đầu tiên thôi. Với phiên bản này á, để các bác phân biệt hàng nhái hàng thật đấy ạ, ở cái lốc máy thì nó có cái ô vuông ấy này. Đó, nó ô vuông nó nổi lên. Đó, nó khác hoàn toàn so với những cái máy dòng máy Trung Quốc nha. Đó, nâu con TL33 trục giật trợ lực chế le tay đỏ, nó không dập nóc máy đâu. Đây là phiên bản sản xuất trong nước, người ta cũng chẳng cần dập nóc Made in Japan làm cái gì cả. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha, tháo rạch nước ra đây ạ. Không có một điểm gì chê. Và Mitsubishi TL33 33cc lòng 36 ly, giá 3.550.000 đồng. Tiếng máy của em nói nhận cực đã luôn, quá xuất sắc. Vâng, H12 3.550.000 đồng nha các bác. Vâng, em vừa báo giá cho bà con đúng máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng mặt hàng là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Vâng, đồ máy hôm nay toàn dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Vâng, khi các bác nào chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua thì các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng ở khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.